Phật Tổ có câu rằng, Phật độ người hữu duyên. Vậy rốt cuộc, độ người hữu duyên là độ người như thế nào? Chữ duyên trong nhà Phật nói lên toàn bộ mối tương duyên, tương quan giữa mình và mọi người từ nhiều đời đến nay. Nếu không có duyên gặp nhau, cũng không thân thích. Như vậy là sao? Đúng là có duyên thì thiên lý ngộ, mà vô duyên thì đối diện bất tương phùng. Một vị tín đồ thành kính và sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận lũ lụt bèn leo lên trên mái nhà lánh nạn. Tuy nhiên, đại hồng thủy cứ dần dâng cao mênh mông. Xem chừng, nước đã muốn ngập chạm đến bàn chân. Tín đồ vội vàng hướng Phật cầu cứu và khấn rằng, Phật Tổ đại từ đại bi, xin hãy nhanh đến cứu con đi ạ. Không lâu sau, đơn độc một chiếc thuyền gỗ lướt tới, người trên thuyền muốn cứu tín đồ. Nhưng anh ta lại nói, ta không gọi ngươi đến cứu, Phật Tổ sẽ tới cứu ta. Và người kia lại một mình với chiếc thuyền gỗ rời đi. Xong, nước lớn vẫn đang không ngừng tiếp tục dâng cao, rất nhanh đã cao tới lưng chừng đùi của vị tín đồ. Tín đồ mười phần lo lắng cả mười, lập tức hướng về Phật Tổ mà phát tâm cầu cứu. Khi này lại trèo tới một chiếc thuyền, người trên thuyền hướng dẫn tín đồ những yêu cầu sao cho lên thuyền được an toàn. Anh ta không những đã cự tuyệt lại còn nói rằng, ta không muốn chiếc thuyền này, Phật Tổ sẽ đến cứu ta. Và thế rồi, chiếc thuyền đơn độc kia cũng đã rời đi, bỏ lại tín đồ phía xa xa. Chẳng mấy chốc nước đã dâng cao ngập đến ngực, tín đồ tiếp tục hướng về Phật Tổ, khấn cầu bật to ra thành tiếng, trong lo lắng. Nước lũ thuận theo hồng thủy vẫn cứ không dừng. Dâng nhanh, tín đồ thở dài trong tâm trạng than thở vô vọng. Chính ngay lúc ấy, một vị thiền sư với dáng chèo thuyền cấp bách vội đến cứu được anh ta. Vị tín đồ được cứu nói với thiền sư trong tâm trạng giận dỗi đầy oán trách. Ta đối với Phật đã thành kính như thế, nhưng Phật Tổ lại không tới cứu giúp khi ta đang gặp nạn. Vị thiền sư trầm lắng, nói một cách thâm sâu. Người thật sự đã trách oan Phật rồi. Phật đã mấy lần hóa tác cho thuyền đến cứu người, người lại chưa hài lòng, hết chê thế này thế kia, đã cự tuyệt rồi bỏ qua hết lần này đến lần khác. Xem ra Phật và người vô duyên rồi. Đạo Phật thuyết rằng, độ người hữu duyên, Phật từ bi vô ngã đã cho thuyền lành vượt trong lũ lớn và thoát khỏi đảo lộn lật úp. Đã vì Phật tính của tất cả chúng sinh là bình đẳng, hữu tình mà chỉ thị dạy bảo cụ thể cho hết thầy tất cả các bản tính khác. Căn cứ vào căn tính khác nhau của chúng sinh mà khai mở mọi ngả, mọi nẻo, hết thầy các phương tiện rộng lớn trong thế gian. Nguyên cơ giảng pháp là để lần lần hướng người ta sang đường thiện. Người thành tâm kiên trí, noi theo chỉ thị của Phật dặn dạy sẽ dần thoát ly khỏi bể khổ. Không cố gắng kiên trí và thành tâm thì vĩnh viễn không thoát ly nổi bể khổ. Cho nên nói, điều gọi là Phật độ ấy kỳ thực là những gì chúng sinh chiều theo Phật pháp chỉ thị để tự ngộ, tự độ, tự cứu lấy mình mà thôi. Có một vị tín đồ nọ đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy một vị thiền sư cầm chiếc ô đi ngang qua, liền gọi lớn, thiền sư, xin người hãy phổ độ chúng sinh ạ, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không? Vị thiền sư thấy vậy mới nói, ta đang đi ở trong mưa, còn người ở dưới mái hiên. Dưới mái hiên không hề mưa ướt, người không cần ta độ giúp. Vị tín đồ bèn lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa và nói, hiện tại tôi cũng ở trong mưa, nên giúp đỡ tôi được chưa? Vị thiền sư, người cũng ở dưới mưa, ta cũng ở dưới mưa, ta không bị mưa ướt thấm bởi vì có chiếc ô.
người bị mưa ướt thấm vì không có chiếc ô. Cho nên không phải ta độ được người mà là chiếc ô độ giúp ta. Người muốn được độ không cần tìm ta, tự đi mà tìm một chiếc ô. Trong chuyện này, vị thiền sư không bằng lòng chia chung ô. Đây là đại từ bi của thiền sư. Con người muốn được cứu độ không thể mong vào người khác chỉ bảo, mà còn nên cần phải dựa vào chính mình. Tự mình có chiếc ô mới có thể khiến mưa không thấm ướt. Đạo lý cũng vậy. Tự mình có chân như Phật tính, tự nhiên cũng sẽ trở thành tuy ở phàm trần mà không có chỗ nào để bụi nhơ bám lên được. Phật độ người hữu duyên. Người tu theo đạo Phật cần hiểu rõ điều này. Không nên bực bội, buồn phiền khi thấy tín đồ đạo Phật không đông như tín đồ các tôn giáo khác. Tại sao? Vì đó là duyên mà. Không duyên thì thôi, chớ có gì đâu phải bực bội. Hiểu như vậy mới thấy đạo Phật hiền hòa vô cùng, không tranh đua, không giành giật với ai. Ai cần đến thì mình sẵn lòng, không cần thì thôi, không ép buộc, không nài nỉ. Đó là ý nghĩa Phật hóa hữu nhân duyên. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.